Đôi khi, những câu chuyện về phụ nữ đi xe ô tô vẫn khiến dân mạng bức xúc. Càng nhìn, người ta càng bực bội với không ít các chị gái chẳng rõ là do đãng trí hay ý thức kém. Mới đây, dân mạng xôn xao bức hình một bà mẹ đổ xe ô tô ngay chính giữa đường lớn, tắt máy, cụp gương rồi bước vào bên trong trường học bên cạnh để đón con. Theo như lời nhân chứng thì chiếc xe đổ ở đó một lúc lâu rồi mới lăn bánh. Hành động vô tư này đã khiến nhiều người đi lại khó khăn, giao thông tắc nghẽn. Đoạn đường to bỗng chốc bị tắc lại chỉ vì chiếc xe đổ vô lý của một bà mẹ trẻ. Người phụ nữ đổ xe rất vô lý giữa đường. Dân mạng tỏ ra bức xúc sau khi xem xong bức hình. Đi giữa đường mà bỗng nhiên va chạm với chiếc xe đổ một cách vô lý thì ai mà chẳng bực mình. Đổ xe vô ý thức, vô kỷ luật, nhìn mà bực bội quá chừng. Chả nhẽ bà này không nghĩ rằng xe ô tô to thế dễ cản trở giao thông à, đường xá thì đông đúc mà cứ làm như sân nhà mình như vậy, một dân mạng bình luận.